mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc. Thưa quý vị, hôm nay thì Ngọc Lan xin phép được Giác Anh Tuyên nè, cũng như là quý vị khán giả đến thăm một nhân vật, một người nghệ sĩ rất là đa tài. Anh có thắc mắc tò mò em dắt anh đi gặp ai không? Bây giờ anh như tờ giấy trắng, em dắt đi đâu anh đi đó. Thôi bây giờ anh đi với em đi, nói nhiều, nói dài, nói dai, nó thành nói dở phải không? Đúng rồi. Đi nào quý vị. Đi thôi. Bên này anh ơi. Diêu mang theo thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Vâng ơi, nhưng mà bây giờ cái cửa nó ở đâu? Cái chuông ở đây mà cái cửa ở đâu ta? Đây nè. Mình đây nè Lan ơi. Không có anh ơi, cái phọt mát chương trình nó phải gõ. Gõ chừng nào rủng tay thôi. Đó. Vâng ơi. Vâng ơi, vâng à. Nhà có khách quý nè. Xin chào. Xin chào. Bé được mấy tháng rồi? Dạ bé mới tròn 7 tháng ạ. Xin mời Ngọc Lan đầu tiên vào nhà. Dạ. Okay, à không, trước khi mình vô nhà thì mình tặng quà của chương trình nhé, đúng không? Anh với Lan có một quà nhỏ nhỏ muốn gửi tặng gia đình. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, đây em cầm cho anh, cho anh gửi bữa bé. Vâng, vâng, mời hai người. Dạ. Rồi. Tôi muốn hỏi cô là bắt cá một lúc hai tay, ba tay như thế thì có mỏi tay không? Thế anh này đã biết là cô đang đứng một lúc hai chân hai thuyền chưa? Em cứ tưởng trốn tránh anh thì em sẽ quên được anh. Tôi rất hân hạnh khi được là người sẽ cùng đồng hành với những vận động viên leo núi, và đặc biệt là ở chương trình đầu tiên này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ai sẽ là vận động viên giành được chiếc vòng nguyệt quế đầy vinh quang trên đỉnh Olympia. Thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Lan và cả anh Tuyên đã ngồi trong một cái gian phòng khách để đã được một cái sự sắp xếp bài trí rất là khéo tay của cô chủ nhà. Đó là bạn Vân Hugo. Thích quá à. Dạ, cảm ơn anh. Để em... Em cứ ngồi đó. Cốc trà rất là ngon. Để em làm tất cả cho em, đừng có chờ tới. Cảm ơn anh. Đây. Rồi, cảm ơn anh. Đây, đi lên vào. Rồi. Anh dành rót mà đổ tháo quá anh Tuyên ơi. Cho người ta thấy được sự vụng về của anh. Hai người thử thưởng thức vị trà này đi. Mình trà là đầu câu chuyện đúng không nào? Đúng rồi. Nghe từ đầu Lan giới thiệu á, đây nhân vật ngày hôm nay là một nhân vật rất là đa tài. Mà hôm nay khi mà mình bước vào trong cái nhà này thì mình lại thấy đúng là kiểu một người phụ nữ là thích vung vén cho gia đình á. Từng cái vị trí trong căn nhà đã được bài trí một cách rất là có cái sự tính toán, rất là tỉ mỉ mà rất là đáng yêu. Anh thấy được cái sự chỉnh chu của Vân ở đây. Dạ, cảm ơn anh. Cái bố cục rất là hài hòa. Mỗi một vị trí đều có ý nghĩa của nó chứ bộ. Không tin anh hỏi con mèo ở trên đó để làm gì, không phải mèo. Con hổ. đây lấy để cho Lan nhìn rõ. Lan thấy mặt quen không? À dễ thương quá vậy. Nhìn giống bạn ban nãy ra đón hai người không? Thì luôn. Đúng rồi, nó giống ơi. Phúng vính vào cái miệng à. Dễ thương quá. Trời ơi, nó cười y chang luôn ấy. Giờ cái lúc mình bầu ấy là mình mua bạn này về để mình ngắm. Cuối cùng là mình sinh ra một bạn mặt y chang luôn. Bạn hổ, công chúa hổ. Nếu mà em bầu lần nữa em lấy mặt Leonardo đô ra em ngắm. Thôi đừng làm khó vậy. Thực ra cái nhà này là đa phần là chồng em là người thiết kế chính. Còn em thì em chỉ mua những cái đồ trang trí nhỏ xinh thôi. Đó, chứ còn về tổng thể thì là anh nhà Vân. Chính ra những cái mà trang trí nhỏ nhỏ như thế này nè mới thấy được cái sự vung vén của người phụ nữ đó. Vân với anh nhà là được mấy bé? Một bé? À, nhà em ít lắm, 4 bé thôi. Bé nãy là bé Út. Dạ, đúng rồi ạ. Út chưa? Thôi Út thôi. Rồi ạ. Dừng lại 4 con để nuôi dạy cho tốt. Vân kể lại một lần nữa về cái tên Vân Hugo. Vì sao có cái tên đó? À, hai anh chị có bao giờ xem chương trình Hugo và Các Bạn ngày xưa không? Dạ có. Năm 2006. Tuổi thơ á. Là 16 năm rồi. Và khi mà được chọn làm người dẫn chương trình thì
nó khá là khó, bởi vì là nó là truyền hình trực tiếp, mình phải dẫn trực tiếp luôn trên sóng mà không được sai sót, không được có lỗi lầm gì. Thì với một cô bé lúc đấy thì đối với mình là một thử thách ấy. Và em thì em cũng cứ liều thôi. Hồi đấy em với lại bạn Hoàng Thùy Linh là dẫn cùng với nhau. Nhưng mà về sau thì không hiểu sao mọi người chỉ nhớ là Vân Hugo thôi. Đúng rồi. Hồi đó mọi người cũng gọi là Linh Hugo, nhưng mà về sau mọi người lại không nhớ Linh về cái đấy, nhưng mà lại rất là nhớ Vân về cái tên đấy. Xong rồi nó cứ chết cái tên này theo mình 16 năm nay á. Lúc đầu thì mình cũng sợ là sau này mình lớn tuổi nghe nó có kỳ không. Nhưng mà bây giờ em thấy là ok. Tại vì là mình, miễn là mình tự tin và mình yêu cái tên đấy thì tự nhiên là nó trở thành một phần của mình từ lúc nào không biết nữa. Cái hạnh phúc của nghệ sĩ là khi bước ra ngoài được khán giả biết được cái tên của mình. À, bạn đó là bạn Vân, bạn đó là Ngọc Lan, bạn đó là Quách Ngọc Tuyên. Và hạnh phúc hơn nữa là khi khán giả biết được cái nhân vật của mình làm. Cái đó là một điều hạnh phúc. Nói ví dụ ra, Vi Cá. Rồi anh đẻ con đặt tên Bào Ngư luôn mới ghê chứ. Bào Ngư Vi Cá. Quá hay. Thế thì bé nhà em tên nó cũng bình dân đấy, tên là Vừng. Tên ở nhà là Vừng. Vừng. Dạ. Thì một ngày của Vân Hugo bây giờ là như thế nào? Ồ, một ngày của Vân bây giờ thì khá là nghe hơi bỉm sữa một tí. Tại vì là có bạn nhỏ nhất là mình phải tập trung 100% thôi. Còn ba bạn lớn thì rất là trưởng thành rồi. Hai bạn lớn nhất nhà Vân là năm nay 14 tuổi rồi. Còn một bạn nhỏ hơn thì là đang học lớp 5. Và ba bạn rất là tự chăm lo được cho mình. Tự chăm được rồi hả? Dạ. Chỉ có một bạn cuối cùng thôi. Thì may quá là gần đây này có một bạn vú em xuất hiện. Coi như đỡ được cho mình bao nhiêu. Chứ không là đầu tắt mặt tối cả ngày 24/24 thì chỉ có bỉm với sữa thôi. Ngoài cái việc mà vung vén cho gia đình thì cái công việc mà quay trở lại với nghệ thuật chắc là Vân cũng đã tính toán rồi chứ đúng không? Thực ra là Vân cũng rất là yêu Sài Gòn ấy. Từ cách đây 10 năm là cũng đã rất là thường xuyên bay vào để công tác ấy. Và lúc đấy thì cơ duyên với Sài Gòn thì chỉ qua công việc thôi. Nhưng mà không ngờ là về sau cơ duyên của mình nó lại còn sâu đậm hơn nữa, là mình yêu một người sống ở đây và mình chuyển hẳn về đây sống. Đấy thì có lẽ là như là định mệnh chọn sẵn rồi. Thì dần dần các công việc ở trong này mình cũng sẽ mong là cũng sẽ được mọi người nhớ đến và được mọi người gọi đi. Chứ còn thực ra ở thời điểm này thì Vân vẫn đang 90% là dành cho gia đình, vẫn chưa có đi làm lại nhiều ạ. Vân mới nhắc tới ông xã, nãy giờ Lan vào thì Lan cũng không thấy ông xã. Đây, có bình hoa ông xã vừa cắm này. Ông xã đi làm hả? Ông xã đang chạy ra ngoài có chút việc, chắc là một chút xíu nữa sẽ về để cùng mời cơm cả hai bạn. Bình thường chuyện cơm nước ở nhà là ai lo nè? Anh nhà em cũng nấu ăn ngon lắm. Thì hai vợ chồng cứ người nấu cơm, người nấu các món ăn, người rửa bát. Bây giờ thì có sự giúp đỡ, tại vì có em bé nên là em phải thuê thêm người. Và thì cũng sẽ có người giúp cả nhà nấu ăn. Đi sao hỏi vậy không? À sao vậy? Tại vì cũng hơi đói bụng. Nói chung là chương trình này mình đi tới đâu thì mình nghe đồn nhiều rồi, đi đâu xin ăn tới đó. Cũng ác lắm, ghi hình trong cái giờ ăn cơm không à. Người ta đói bụng, nhân vật cũng đói bụng mà mình cũng đói bụng nữa. Bởi vậy gieo tiếng ác cho em đúng không? Đúng rồi, là gieo tiếng ác cho em chứ em nào có muốn đâu. Nhưng mà bây giờ là đói bụng thiệt. Thôi bây giờ là hai chị em mình tiếp tục trò chuyện đi. Còn anh thì đàn ông con trai, anh đi rồi đi giao cơm nước cho chúng tôi. Tôi đóng vai chủ nhà, tôi đi tiếp khách. Đó. Alo. Trải qua một khoảng thời gian rất là dài như vậy, khi mà đang ở một cái đỉnh cao của sự nghiệp như vậy mà Vân lại quyết định mình bỏ hết, mình lấy chồng, mình sanh con. Dĩ nhiên mình có một cái niềm hạnh phúc, nhưng mà nó bên cạnh đó nó cũng là một cái điều gì đó nó rất là tiếc nuối. Trong cuộc sống của mình, Vân nghĩ là mỗi một khoảng thời gian mình có một cái sứ mệnh khác nhau và mình sẽ phải tập trung 100% cho cái sứ mệnh đấy thì nó mới thành công. Thì rõ ràng là có những khoảng thời gian mình dành 100% cho công việc thì mình cũng rất là thành công. Nhưng mà cái khoảng thời gian mình cứ mang cái thiên chức làm mẹ ấy, là chắc chắn là mình sẽ phải bỏ ra ít nhất là 2 năm để mình tập trung hoàn toàn cho con của mình. Vân thì Vân không có tiếc gì những cái khoảng thời gian đấy cả. Vì thực ra là mình có nhớ nghề thật đấy, nhưng mà lúc đấy cái cảm giác mình được ở bên con ấy, nó thiêng liêng ấy, và nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Ngay tại thời điểm đó thì Vân có bị lo sợ không? Khi mà mình có bầu á, mình thích lắm, nhưng mà rồi mình sợ là mình không có quay lại nghề được. Đúng rồi. Tại vì cái nghề của mình nó đào thải rất là nhanh. Chính luôn. Xác, chính xác. Cho nên là mình chỉ cần mình nghỉ một tháng thôi là đã có người thay mình rồi. Đúng rồi. Huống hồ chi là mình nghỉ sanh 2 năm thì sợ. Có chú, trầm cảm ấy. Tức là cách đây 13 năm trước ấy thì là Vân rơi vào trạng thái là tuyệt vọng, tại vì mình bị béo lên này, xấu đi này, rồi là mình cảm thấy như mình không có một sức hấp dẫn nào nữa ấy. Thế tự nhiên mình bị lo sợ về một cái tương lai là không biết mình sẽ phải làm gì nếu như mình không làm nghệ thuật. Nhưng mà rồi cuối cùng là nghề chọn người, mọi thứ nó vẫn quay trở lại với mình ấy. Và mình vẫn, thậm chí khi mình quay trở lại mình còn rực rỡ hơn trước đấy nữa. Thế thì mình nghĩ là không có một cái gì là giới hạn cho mình hết. Kể cả bây giờ cũng vậy. Đấy, sau 7 tháng là mình đã thấy là mình đã mặc lại vừa được cái váy của mình trước khi mình có bầu rồi. Thì rõ ràng là mọi thứ nó đều có thể quay lại với mình, chỉ có là mình quyết tâm đến đâu thôi. Hình như Vân làm... Vân bị nhược thị. Một bên mắt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Câu chuyện đó nó diễn ra như thế nào?
À thì bà bẩm sinh thôi. Tức là một em bé đẻ ra là đã có một mắt sáng, một mắt mờ rồi. Thực ra vẫn không có thấy mình thiệt thòi hay gì đâu nhá. Nhưng mà từ nhỏ là mình nhìn mọi thứ nó cứ mờ ảo ấy, là mình cũng thấy lạ rồi. Thế xong rồi đến khi mà lớp 8 ấy, thì hồi đấy chưa có điều kiện nhiều, nhà vẫn còn nghèo ấy, thì mới đi khám mắt lần đầu tiên trong đời. Thì bác sĩ mới bảo bịt một bên mắt lại, thì mới biết là ông một bên mắt của mình trời ơi, nhìn mọi thứ nó cứ mờ như là sương mù trắng xóa này này. Còn mắt bên này thì nhìn lại rất là ok. Thế là bác sĩ mà nói là bạn này bị bệnh mắt lười rồi. Cái bệnh cũng không thể chữa được, đeo kính cũng không được đâu. Nên là thôi con chấp nhận sống như này cả đời đi. Một người bác sĩ rất là khuyên Vân một câu rất là tuyệt vời. Đấy là con lại thấy may mắn vì con không bị cả hai mắt. Đúng rồi. Nên là con vẫn còn một mắt để nhìn. Trời ơi, mình nghe xong câu đấy mình thấy như là chút được gánh nặng trong người ra. Không, đây là câu chuyện mà lần đầu Lan nghe đó. Thôi nói chung là trời thương. Trời thương vẫn cho ngoại hình. Đó, vẫn còn ngoại hình để mà làm việc. Công nhận. Vân có ngại không khi mà Lan sẽ hỏi về những cái câu chuyện cũ? Không sao, không vấn đề gì. Tại vì mình hy sinh cho con, hy sinh cho gia đình. Mình từ bỏ cái sự nghiệp của mình một cái khoảng thời gian nhất định. Rồi đến một ngày những cái câu chuyện buồn nó lại xảy ra. Thì Vân có bị tiếc nuối về cái khoảng thời gian mình đã hy sinh cho gia đình, nhưng mà đến cuối cùng thì cái hạnh phúc mình cũng vẫn không có được trọn vẹn. Thời điểm đấy thì Vân bị một cái vấn đề khá là lớn. Tại vì là Vân nghỉ việc và Vân ly hôn cùng một thời điểm. Tức là mình giống như là mất hết ấy. Không còn một cái gì cả, trắng tay. Tức là công việc mình cũng dừng lại bởi vì mình stress quá. Stress vì gia đình quá. Thế xong rồi mình về nhà mình cũng cảm thấy mình không được yêu thương chẳng hạn. Đến công việc thì mình cũng không thấy mình được trân trọng ấy. Ôi lúc đấy mình thấy mình như là một đứa vô dụng ấy. Thế là mất khoảng 2 năm là Vân không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm gì. Lúc đấy thì cũng không cho phép mình được bi quan ấy. Và mình thử những công việc mới, mình thử xin việc ở những chỗ khác. Rõ ràng là có những cái lời nói mà làm cho mình bị nhụt chí lắm nha. Ở thời điểm đấy ấy, kiểu giống như là bạn sẽ không thành công được đâu, không nổi tiếng được đâu, kiểu vậy. Hoặc là sẽ không dẫn được trực tiếp đâu. Có những cái lời giống như là để kéo mình xuống ấy. Từ những cái người mà mình thật sự mình đã từng rất kính trọng ở thời điểm đó. Thì rõ ràng là mình cảm thấy là nghi ngờ về cái khả năng của chính mình chứ. Lúc đấy mình thấy là không biết là liệu mình có kém cỏi đúng như là người ta nói không, hay là mình vẫn có những cái khả năng mà người ta chưa biết đến. Thế là bắt đầu Vân đi tìm những cái chương trình khác. Rồi Vân chứng minh cái thực lực của mình bằng rất nhiều những chương trình khác. Và rõ ràng một điều là mình thấy là ở những nơi khác thì mình được rất là được công nhận. Và mình được người ta rất là trân trọng. Rồi mình vẫn phát triển được sự nghiệp của mình, chứ không phải là mình cứ phải bám chặt vào một cái công việc cũ và công việc mà người ta coi thường mình. Thế thì Vân biết ơn cái thời gian đấy nhiều lắm ấy. Tại vì nếu không có cái khoảng thời gian khó khăn đấy thì mình sẽ mãi mãi nghi ngờ bản thân, và mãi mãi mình sẽ là một người mà thất bại. Nhưng mà cái giai đoạn mà trầm cảm như vậy, cái giai đoạn mà tuyệt vọng như vậy, nó có bị cái hệ lụy sau này cho Vân không? Ví dụ như là sức khỏe hay là tâm lý? Nhưng mà thực ra Vân lại không nghĩ nhiều đến tình yêu ở thời điểm đấy đâu. Lúc đấy giống như là Vân nghĩ là thôi mình đã không có tình yêu rồi thì mình tập trung vào sự nghiệp thôi. Cho con nữa. Đúng rồi. Và mình cắt hẳn cái tình yêu ra khỏi đầu luôn. Lúc đấy mình chỉ dành tình yêu cho công việc. Thì lúc đấy thành công lại đến. Có nghĩa là Việt Nam Got Talent này, rồi rất nhiều những bộ phim mới và rất nhiều những show. Lúc đấy là người ta mời mình, cảm giác như đi gặt tiền ấy. Tức là mình cái khoảng thời gian đấy Vân kiếm được khá là nhiều tiền. Vân còn mua được nhà, mua được xe. Coi như là mình tham công tiếc việc vô cùng. Cái chương trình đấy ở nước ngoài là phải hai MC nam dẫn nha, mà ở Việt Nam mình có một mình Vân dẫn thôi. Thì Lan hình dung là khó như nào, mà nó cực kỳ vất vả. Một tháng coi như là mình phải làm việc hết công suất, mà mấy tháng trời ròng rã như vậy. Thế là kết quả là mình bị cái dây thanh quản mọc lại cái hạt xơ ngày xưa. Coi như là mình không thể nói lại được nữa. Mất nửa năm không nói được. Coi như là mất giọng hoàn toàn luôn. Trời ơi, nửa năm đó là tuyệt vọng đó. Tuyệt vọng. Coi như là mắt thì đã mờ rồi, xong rồi còn họng không nói được nữa. Trời đất ơi, mình cảm giác như kiểu thời điểm đấy mình đúng như một con vứt đi ấy. Thế rồi nửa năm đó hai mẹ con sống như thế nào? Thì cứ vật vờ thôi. Thì cũng ốm mà. Nói chung là Vân dành thời gian đấy để Vân thiền này. Rồi Vân học những cái khóa về chữa lành. Bởi vì Vân hiểu cái này nó liên quan đến luân xa cổ ấy. Và mình đang có vấn đề bên trong của mình ấy. Nên là mình sẽ, nó sẽ phát ra bên ngoài. Theo một cái dạng là mình bị về họng. Thế mà kỳ diệu lắm nha. Bây giờ đi khám lại là không còn hạt nào luôn. Hay quá. Không hề phẫu thuật, không làm một cái gì luôn. Lan thấy kỳ diệu không? Hay quá. Ngày xưa giọng Vân khàn như đàn ông luôn. Không hề giống bây giờ giọng khàn đặc. Mà nghe sợ lắm kìa. Cái thời điểm mà Vân mất giọng nói đi là Vân thấy thật sự giống như là ông trời cướp đi cái khả năng cần câu cơm duy nhất của mình. Tại vì mình luôn kiếm tiền bằng nghề MC mà. Mình đâu có biết làm cái gì khác đâu. Thế là cuối cùng là lúc đấy là cả một thời gian dài Vân phải viết ra giấy này. Muốn nói gì mọi người là viết ra giấy đưa này. Thế xong rồi mọi người có thể nhắn tin các thứ được. May mà lúc đấy là mình cũng vẫn làm việc được qua mạng. Rồi bằng Facebook mình vẫn có thể viết được để mà kiếm được tiền bằng việc viết. Thế thì rõ ràng là mình thấy là ông trời không hề triệt đường sống của mình. Khi mà mình gặp một khó khăn này, mất đi cái kỹ năng này chẳng hạn, thì mình sẽ lại học được một kỹ năng khác.
Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì có ai phụ với Vân để chăm em bé không? Lúc đấy thì bé nhà Vân cũng được 7 tuổi thôi. Nên là cũng không vất vả quá nữa, lớp 2 rồi. Nhưng mà khoảng thời gian đấy là thật sự là bé thì cũng có giống như là bị buồn ấy. Tại vì sau khi mình ly hôn xong mà bé ở với mẹ luôn thì bé cũng không chịu học. Thế là đâm ra mình thời điểm đấy mình quá nhiều thứ nó dồn lại cái thời điểm đấy. Lại là một cái vực khác trong cuộc đời của mình là năm 2015, 2016. Đó thì lại phải một lần nữa bò từ dưới đáy lên thôi, lóp ngóp. Cô gái này nghị lực quá trời quá đất rồi. Cái giai đoạn đó mà em bé của mình cũng gặp vấn đề về tâm lý như vậy thì Vân phải làm như thế nào? Trời ơi, đưa con đi khắp nơi. Gặp thầy nào cũng đi chữa khắp nơi luôn, không phải chữa mà đi gặp các bác sĩ tâm lý này, rồi các cái chuyên viên về giáo dục ấy. Có nghĩa là thời điểm đấy là Vân giống như là khá là bất lực với con ấy. Tại vì Lan chưa đến giai đoạn đấy đâu. Khi nào các bạn đã bắt đầu đi học mà các bạn không chịu học ấy, là một cái khủng khiếp đối với một người mẹ. Không chịu học luôn, không một cái gì vào đầu hết. Thế là mình cứ phải vừa nịnh, vừa ngọt ngào mà vừa phải nghiêm khắc, rồi đưa đi gặp tất cả những người có thể để mà người ta tư vấn tâm lý cho con. Vân có bao giờ kể lại cho con cái quá trình đó không? Bạn ấy nhớ đấy. Bạn nhớ? Bạn ấy rất là nhớ, bạn ấy rất là tình cảm. Và bây giờ lớn rồi bạn rất là hiểu chuyện, thương mẹ nữa, tại vì cùng mẹ vượt qua cái giai đoạn khó khăn đấy. Thấy mẹ cứ vất vả với mình quá, nên là bây giờ sống rất là nhiều tình yêu, rất là biết ơn. Rất vui được các bạn đến thăm nhà. Dạ, trời ơi, ghé nhà anh em thấy thích quá à. Gia đình mình về đây lâu chưa anh? Anh về đây được chắc được khoảng 3-4 năm gì vậy? Em thấy anh là Vân thảnh thơi quá trời. Cái công việc của anh nó như thế nào ta? À, công việc của anh ấy thì anh làm về đầu tư trường học. Được cái công việc của anh như vậy thì anh sắp xếp giữa công việc và chuyện gia đình chắc mình cũng cần control được vấn đề đó đúng không ta? Thì thực ra là anh cũng khá linh động trong cái vấn đề sắp xếp công việc ấy. Mình là đứng vai trò nhà đầu tư thôi. Thành ra là mình chỉ đầu làm về mặt gọi là chiến lược. Mình làm ở cái tầm, nó không phải làm tầm chi tiết. Nên là mình cũng không có bận rộn nhiều. Em nghe Vân nói thậm chí cả nấu ăn, cắm hoa rồi anh Cường vẫn làm luôn. Nói chung là mình cũng đi lên từ lao động ấy. Mình cũng làm rất nhiều nghề. Hồi xưa đi qua Úc học xong rồi mình trải qua rất nhiều nghề, đụng đâu làm đó. Cứ không có phải là cái người mà kiểu như là chỉ có nhìn hoặc là chỉ tay năm ngón. Cái khoảng thời gian mà anh với là Vân bắt đầu tìm hiểu nhau á thì anh cảm nhận về Vân như thế nào anh? Mình biết Vân qua một người bạn hàng xóm từ nhỏ ấy. Dạ. Thì anh bạn đó lại là anh rể của Vân. Khi mà mọi người giới thiệu thì mình cũng gặp Vân, thì thực ra mình cũng không có biết rõ là Vân dành việc làm về showbiz nhiều. Mình chỉ biết là bạn này làm MC ở nhà này kia. Thì khi mình gặp Vân ấy thì mình thấy là bạn ấy rất là thân thiện, rất là hòa đồng và rất là tình cảm. Nhiều khi cái duyên nó đến ấy, hai người cảm thấy nó hòa hợp thì nó gắn kết được thì thôi. Đến với nhau thôi. Đến với nhau thôi. Vân là một bạn là cũng là có nem ở bên nghệ thuật rồi. Thì khi về ở chung anh có bị áp lực gì không anh? Chắc cũng chả có áp lực gì nhiều. Tại vì thực ra mà nói thì cuộc sống mà mỗi người một ngành một nghề. Nên là mình mỗi người làm một cái mảng riêng nên là mình cũng không có một cái gì gọi là quá áp lực cả. Mà quen mình ấy thì cũng về thì cũng rút lui bớt về cái vấn đề nghệ thuật nên là cũng không có đi quay hay đi diễn nhiều. Xong rồi lại dịch, rồi lại đến có baby, có bầu, rồi có con. Thành ra là mọi chuyện nó cứ nhẹ nhàng như vậy thôi, không có phải quá chạy xô bồ. Lúc nãy thì Ngọc Lan với là Vân có giao cho em một cái nhiệm vụ là tiếp anh, ngồi nói chuyện trò chuyện với anh, tìm hiểu về anh. Và cái quan trọng nữa là anh em chúng ta cùng nhau nấu ăn. Em không phải là sân nhà. Thế vậy thì anh Cường có thể hỗ trợ em những cái đó được không ta? Được, cái đấy, chuyện đấy thì được. Trong tầm tay anh là đúng không? Tầm tay, đúng rồi. Hai anh em mình cùng chiến ha. Ok, ok. Giảm ăn cơn đau dạ dày. Bây giờ chúng ta chuyển qua một giai đoạn mới đi. Cái cũ mình xếp lại đi. Okay, mình hỏi lại cách đi. Đúng rồi, mình bước qua một cái trang mới. Mình gặp một người đàn ông gọi là định mệnh của cuộc đời mình. Đây mới thật sự là cái người mà cho mình sống trọn vẹn như là một người phụ nữ của gia đình đó. Đúng. Là gia đình vừa là công việc. Mình vẫn có thể đam mê công việc. Chính xác. Mà mình vẫn trọn vẹn được cho gia đình. Đúng rồi. Mà Lan thấy Vân trong cái câu chuyện này thì Vân lại là một người rất là thành công. Thì Vân cũng phải mất gần chục năm một mình mà. Hành trình nó gian nan lắm.
thì rõ ràng là cái hành trình đấy của Vân nó giống như là mình phải trải qua rất nhiều thử thách ấy. Mình phải gặp rất là nhiều những cái trường hợp, hoặc những cái người đàn ông mà họ nói như nào nhỉ, gọi là kiếp nạn của mình ấy, thì mình mới đến được đến cái đích cuối cùng này. Thì Vân nghĩ là với Lan cũng sẽ như vậy thôi. Đừng bao giờ mất niềm tin vào đàn ông, mà cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống ấy. Tại vì là cái người tốt nhất ấy, họ vẫn đang đợi mình ở phía cuối của con đường. Còn cái hành trình mình đang đi, có thể gặp người nọ người kia không đúng chẳng hạn, thì mình sẽ dừng lại. Không bao giờ cho phép ai đối xử tệ với mình, hoặc là đối xử tệ với con mình hết. Tại vì mình phải đặt cái ưu tiên hàng đầu lên là con của mình. Cái người đấy phải yêu thương con mình. Từ đấy thì mình mới cảm nhận được là họ sẵn sàng để bước tiếp với mình cho đến cuối cuộc đời. Còn nếu mà Vân mà cảm nhận thấy là người đàn ông này chỉ là giả vờ trước mặt mình chăm sóc con mình như thế, nhưng mà sau lưng không phải, là Vân cắt ngay lập tức luôn. Không bao giờ Vân có gọi là đặt tình yêu của mình lên trên cái đấy cả. Và rõ ràng là cái tình yêu của một người đã làm mẹ nó tỉnh táo hơn rất nhiều. Đúng so với rồi. Tình yêu của một cô gái. Nó khác hoàn toàn với tình yêu của một thiếu nữ ngày xưa. Lao đầu và yêu không nghĩ gì hết. Nhưng bây giờ là đâm đầu á. Bây giờ không có chuyện vì yêu cứ đâm đầu đâu nha. Nhưng mà ở câu chuyện của Vân á, thì để mà người ta yêu thương con của mình thì rõ ràng là Vân cũng phải yêu thương chắc chắn con của chắc họ. Chắn rồi. Không, nhưng mà thế này này, khi mà mình gặp anh ấy thì mình cũng chưa biết anh ấy có em bé nào như nào đâu, nhưng mà mình nhìn cái cách anh ấy cư xử với con mình ấy là mình biết là anh ấy đối với con anh như nào. Rồi cái cách anh ấy gọi về cho con, mình thấy là anh ấy là người bố rất là tuyệt vời, rất là yêu thương con của mình. Thế tự nhiên trong lòng mình nghĩ là thật sự là mình nghĩ rằng một người bố như vậy sẽ rất là tuyệt vời để dạy dỗ cho các con sau này ấy. Thế là thôi, mình cứ quyết định là mình sẽ tiến bước thôi. Nhưng mà rõ ràng là thời điểm đấy thì cũng hơi liều, tại vì sau có 10 ngày đã nhận lời yêu rồi. Tại sao vậy? Đẹp trai quá hay sao? Không, nói ra thì hơi buồn cười. Nhưng mà nhân duyên của Vân nó cũng hài hước lắm. Là Vân vào Sài Gòn công tác lại Sài Gòn nhá. Là đang ở ngoài Hà Nội được một cái brand trong này mời vào công tác trong vòng 2 tuần. Thì anh ấy đón ở sân bay, rồi anh ấy chăm sóc mình từ ngày đó cho đến ngày thứ 10 là thôi tôi đã dẫn nhận lời yêu rồi đấy. Vậy là tính ra là phải gì, phải cự ly nè, là phải gần gũi nè. Rồi phải tốc độ nữa. Tốc độ khủng khiếp đấy. Tí nữa Lan hỏi chuyện anh mà xem, trời ơi. Siêu tốc độ, anh gọi là siêu tốc độ luôn. Mình chưa rồi yêu một anh nhanh như thế, lúc nào phải mất mấy tháng trời để mình hiểu về người ta. Hoặc là mình sẽ ok, mình nghĩ trong đầu là người này có phù hợp với mình không, hay con mình không. Nhưng mà không, đến cái quả này là mình như là bị bịt mắt ấy. Yêu coi như là không biết một cái gì nữa luôn. Định mệnh đó. Đúng không? Lạ thật. Định mệnh đó. Thế thì cái câu chuyện mà về sống chung một nhà với nhau rồi còn những đứa con của ảnh rồi con của Vân, sau này nó lại là những đứa con chung nữa. Nó thì Vân xử lý như thế nào? Tại vì chắc chắn cũng sẽ có những cái vấn đề của các bạn nhỏ. Thực ra là sau này nếu mà Lan sẽ gặp một cái hành trình giống Vân chẳng hạn, thì Vân sẽ chia sẻ cho Lan là mình cứ yêu thương các bạn ấy và đừng bao giờ giống như là kiểu như là có sự phân biệt giữa các con ấy. Tại lúc nào cũng giữ cái sự công bằng ấy, thì tự nhiên là các con nó sẽ cảm nhận được cái tình yêu của mình và nó sẽ rất là yêu thương mình. Nó sẽ không bao giờ nó có cảm giác gì ghẻ con chồng hay là bạch đúc có dương hay gì đâu nhá. Vân thì Vân vẫn chưa được gặp khó khăn gì trong chuyện đối xử với con chồng hay là với vợ cũ của chồng cả. Tại vì là bản thân họ cũng là những người rất văn minh, và các bé thì cũng là những bé được nuôi dưỡng trong tình yêu thương ấy. Nên là khi mà lớn lên ấy, không có cái chuyện là bên này nói xấu bên kia, hoặc là các bạn ấy ở với mình thì mình cũng không bao giờ mình làm một cái hành động gì để cho các bạn thấy là mình không tôn trọng mẹ các bạn ấy hay là không tôn trọng các bạn ấy cả. Đấy thì rõ ràng là chỉ cần như vậy thôi thì tự nhiên là gia đình nó sẽ không có một cái sự xào xáo nào hết. Vân có điều gì hối tiếc không đến thời điểm này? Không. Vân là một người sống trọn vẹn 100% cho hiện tại và không bao giờ hối hận bất cứ một cái điều gì mình đã quyết định trong quá khứ cả. Hình như con trâu nó luôn là như vậy. Con trâu nó cắm luôn đầu, cắm đầu đúng đi rồi. Chỉ có cắm đầu mà đi và tất cả những cái bước đi của nó chắc đều chắn lắm, chắc chắn, và nó không nó ít khi nào mà nó có cái sự hối tiếc. Đúng á. Nếu mà có thì nó chỉ nhìn lại thôi, để rồi nó lấy cái kinh nghiệm để nó đi tiếp. Chính xác. Chứ nó không có ngồi mà nó vật vã với đúng cái sự hối tiếc đó. Đúng, đúng. Con trâu lì nhỉ. Mình rất là hiểu. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ là mình coi mấy ông kia là chuẩn bị cơm xong chưa để mình ăn cơm. Được, được, được. Thường thường như vậy thì chắc đâu có quy định là ai là phải người vào bếp đâu, đúng không anh Cường ha? Ai rảnh thì nấu thôi ha. Đúng rồi, ai rảnh thì nấu thôi em ơi. Dạ. Rồi chắc món ăn của mình cũng đa dạng hay sao anh Cường? Món ăn thì anh cũng dễ ăn lắm, nên là dạ, rất là đa dạng. Đa số thì anh ăn vị Bắc nhiều hay sao anh? Anh thì thực tế là Vân thì thích ăn vị Bắc nhiều hơn, còn anh thì sao cũng được, thuộc dạng thì cũng khá dễ. Ồ, vì chứng tỏ hôm nay anh chiều và xả rất nhiều nha. Em thấy tất cả những món ăn một ngày hôm nay gần như là vị Bắc. Ghê thiệt. Vậy là ở nhà này ai là nóc nhà anh Cường không?
Chắc là Vân là ở nhà rồi em. Thôi bây giờ cũng là món cuối cùng rồi, em lên trên đó em dọn dẹp, em phụ anh Cường được cái gì phụ ha. Ok, Cường làm này. Rồi em giúp dùm anh dọn chén đũa và dọn bàn nhé. Dạ ok anh. Rồi. Làm hết đó Lan à. Không, anh Bin thì em không tin, nhưng anh là em tin nha. Tin không? Tin đó, anh đừng lừa dối em. Anh đang gạt em luôn á. Trời ơi. Dự anh cảm nhận là Vân rất là may mắn khi mà quen được anh Cường. Đúng á. Một tay anh Cường làm hết, anh chỉ đứng sau lưng. À dĩa Tuyên ơi, dĩa anh vô đồ. Thường em hay nói là đứng sau lưng xạo xạo thôi á, đúng không? Trời ơi, anh ơi, bình thường là chuyện bếp núc là anh lo hết luôn hả anh? Cũng thỉnh thoảng thôi em ơi. Chứ hôm nay có khách thì chắc anh vào bếp thôi, chứ còn bình thường ít lắm. Không, anh cũng là thuộc mẫu người đàn ông của gia đình. Công việc ở ngoài sắp xếp ổn thỏa hết thì về nhà anh vẫn bếp núc rửa chén những bình thường luôn. Hay quá, anh tuyệt vời. Anh còn anh hay còn em gì không? Anh hết rồi. Em nghĩ anh cũng đừng lỡ có, anh cũng đừng có gật đầu nha. À thôi, hôm nay giới thiệu mọi người nha, đây là món cơm cháy này. Rất tự hào về món này ạ, tại vì là món này là sẽ phải đặt chứ không có sẵn. Là ai tự hào quá. Tự hào quá. Ăn món khác là nhà tự hào, món này phải đặt ngoài nha. Tự hào. Mạng miếng ghê lắm. Món này là bào ngư từ Nha Trang về. Đấy, còn đây là một số món miền Bắc như là ốc om chuối đậu ạ. Đậu phụ sốt cà hay là canh cua với lại nấu với rau đay mùng tơi và ăn với lại cà pháo mắm tôm. Đó, còn lại chồng em thì vừa mới làm xong món bò xào măng đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ mời mọi người ăn luôn đi nào. Dạ thôi em mời ạ, mời cả nhà. Rồi mời mọi người. Giờ nói không nên lời. À có món nem này là mẹ chồng cuốn từ Hải Phòng gửi ra nha. À vậy siêu hả? Siêu ngon luôn, mọi người có thể chấm với lại nước anh chấm này. Anh chỉ biết chiên thôi. Rồi em mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà, mời cả nhà. Mời mọi người, mời hai người. Mời nha. Anh Cường có thể cho em một cái gọi là thang điểm để chấm cho nội trợ của cô vợ mình không ạ? Tại vì Vân nói là bình thường á, nếu mà không làm gì Vân sẽ là người lo cơm nước. Đó. Thì anh đánh giá như thế nào nè? 2/10. Anh nghĩ cho điểm 8. Gia Vinh hạnh lắm rồi đấy. Chứ còn 2 điểm còn lại thì anh không cho lý do gì. À thì 2 điểm còn lại thì còn cố gắng còn cố gắng tiến bộ chứ. Đúng rồi, mình cho 10 nữa thì còn gì nữa phát còn triển. Còn gì mà tiến bộ được nữa. Dạ. Em là anh cho anh 10 đấy. Tại vì em nghĩ là anh cứ duy trì này thôi. Nãy đã vui lắm rồi. Mà anh cũng không thích lên 10 đâu. Anh ơi, ngày xưa khi mà anh gặp Vân á, anh cua Vân chỉ có 10 ngày thôi. Lý do gì mà tại sao anh có thể đánh nhanh rút gọn như vậy? Vấn đề là cô này là rất là khó trong chuyện tình cảm. Chắc là tại duyên thôi em ạ. Gặp bạn ấy thì thấy cũng hiền lành, dễ thương, rồi cũng hòa đồng, dễ thân thiện. Thế là mình thấy là chắc nó cũng đúng cái gu của mình. Thế vậy thì mình quyết định thôi. Trong giai đoạn mà cua Vân á, là anh có bị lo lắng điều gì không? Người hoàn cảnh của Vân thì anh cũng biết và anh cũng có hoàn cảnh riêng. Thực ra anh cũng không có lo lắng gì nhiều. Tại vì giống như anh nói đó là duyên. Mình cũng có hoàn cảnh, bạn cũng có hoàn cảnh. Thì câu chuyện nó cũng rất đồng cảm với nhau. Mình thấy là nó tính tình đã phù hợp rồi. Với cả cũng là một cái người quen giới thiệu á. Và mình cũng biết rất rõ về gia đình. Thế là mình cũng cảm thấy là mình có một cái niềm tin là có thể tiến tới lâu dài được. Tính tới thời điểm này thì điểm gì ở vợ anh là anh yêu nhất? Câu này hay này, mình hồi hộp quá. Chắc anh nghĩ là bạn là một người mà rất là thân thiện, mà rất là lành tính, rất là biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Đấy là những điểm mà anh cho là rất là... Vậy là đủ rồi đúng không anh? Như đó là đủ rồi. Hay quá. Hỏi câu này là thỏa mãn đúng không? Hỏi câu này thỏa mãn. Thì ăn thì ngon hẳn lên. Thế ăn đi, ăn đi. Điểm gì ở chồng mà làm khiến cho Vân đến ngày hôm nay là Vân yêu nhất, Vân thích nhất? Yêu nhất là anh ấy nhá. Chắc chắn là đầu tiên là anh ấy là một người rất là nhân hậu. Cái trái tim rất là ấm áp. Và anh ấy có thể giống như là thuyền trưởng cho cả một gia đình ấy. Anh ấy rất là giỏi trong việc lãnh đạo, dẫn dắt và chỉ lối cho mọi người trong nhà. Nói chung từ ngày gặp anh ấy là mình cảm thấy mình không còn là một người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Mình được yếu đuối, được nói chung là được bảo vệ, được che chở. Người phụ nữ chắc chỉ cần như vậy thôi. Anh bình thường hay chồng có hay cãi nhau không?
cũng không hẳn cãi nhau lắm, nhưng mà đôi khi cũng tranh luận hoặc là cũng giận hờn chút xíu. Có thể là cái cách sống của anh nó cũng hơi khác bạn một chút xíu, tại vì thực ra bạn thì làm trong cái lĩnh vực nghệ thuật, thế nên là bạn phải đi nhiều, giao lưu nhiều. Mình thì cũng là cái người mà quảng giao lưu nhiều, nhưng mà mình thì lại có mục tiêu hơn, tức là mình sẽ tập trung là cái gì cần thiết thì mình đi, còn cái gì mình không cần thiết thì mình cũng hạn chế lại. Đi ra ngoài thì cũng phải ăn, phải nhậu, phải như này như kia, nên là mình những người nào mà rất là thân thiết hoặc là mình thấy là đủ thân thì mình sẽ đi. Còn quan điểm của Vân thì lại Vân lại trao sự yêu thương, nên là gặp ai thì cũng giống như là người thân đó. Nên là thành ra đi đâu cũng gặp người thân, nên là tập trung rất nhiều về cái vấn đề giao lưu đó. Hai quan điểm chỉ có mâu thuẫn ở cái vấn đề đấy thôi. Là mỗi lần mà tranh luận như vậy thì thường là ai thắng? Bất phân thắng bại lắm, bây giờ vẫn chưa ai biết ai thắng. Rõ ràng là anh ấy yêu mình vì là mình có sự hòa đồng thân thiện, đúng không? Yeah. Nhưng mà đôi khi cái điểm mạnh nó biến thành điểm yếu đấy. Mình có nên điều chỉnh lại chút xíu để cho hợp Vân hơn với bạn này không? Đấy. Bởi vì Vân vào đây nhá, là Vân đã bỏ hết toàn bộ công việc, bạn bè, mọi thứ của mình ở Hà Nội. Tại vì 35 năm mình sống ngoài đó thì rõ ràng cái network của mình ngoài đấy nó rất là sâu, rất là rộng. Và công việc mọi thứ đều ngoài đấy, trong này chỉ là thỉnh thoảng mình vào công tác thôi. Thì mình cũng không có nhiều bạn bè trong này. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình vào đây sống hẳn rồi thì các cái mối quan hệ trong này bắt đầu được mở rộng. Thì bắt đầu những người bạn ở trong này rất là yêu quý mình. Mà đúng thật phải công nhận một điều là mình rất là thích gặp bạn bè. Đấy. Thế là cái cảm giác mà anh em làm nghệ thuật như thế này mình á. Đúng rồi, thích giao lưu. Được giao lưu, được nói chuyện, cảm giác thích lắm. Đúng. Anh thấy không, nhưng mà dù gì người ta cũng đã kiểm soát bớt rồi, anh thấy không? À không, thì anh có nói gì đâu. Anh có ghi nhận điều đó không? Anh chỉ mình đang hỏi về cái vấn đề, anh ghi nhận. Mình đang chỉ hỏi về vấn đề là có những cái mâu thuẫn nào không thôi, thì thực ra có ghi nhận là được rồi. Chỉ có những cái điểm đấy nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Vân là một người làm nghệ thuật, một cái người nghệ sĩ họ bay bổng ở trong cái cảm xúc của họ lắm. Có những cái cảm xúc mình không có kìm được. Mình hay bị over cái cảm xúc mình lên, mình buồn mình cũng buồn hơn. Hoặc là một cái sự kiện nào đó mình cũng vẽ nó ra rất là nhiều những cái con đường, những cái tình huống để mà đi tới cái đích mà mình mong muốn. Đó là mình bị cảm xúc. Nhưng anh lại là một người làm kinh doanh thì cái gì nó cũng phải rất là gãy gọn, lý trí. Thế thì anh có phải vất vả không trong cái việc là phải kéo cái cảm xúc của bạn này để quay trở lại cái thực tại cuộc sống của hai người? Anh nghĩ thì nó cũng không rất vất vả lắm. Tại vì mình kinh doanh nhưng mà đôi khi mình cũng yêu cái đẹp, mình cũng yêu cái nghệ thuật đấy. Nên là có thể là mình đồng cảm một chút xíu. Nói chung hai vợ chồng rất là cân bằng, hai người nếu mà có cái người kia quá một cái là sẽ có người này sẽ nhắc nhở để cho cân chỉnh lại, để quay về vị trí cũ ngay. Cũng có nhiều cái họp đấy. Như mình ấy, thì mình thích chụp hình. Chụp hình rất là đẹp. Mình ngày xưa mà chưa quen bạn này ấy, thì mình nhiều khi mình đi cùng với nhóm, mình đi chụp phong cảnh các thứ này kia. Xong rồi có bạn này thì làm mẫu thì mình đôi khi mình cũng chụp, tất nhiên mình chỉ là amateur thôi, không có học hành bài bản gì cả, nhưng mà được cái là mình cũng thích chụp hình. Nó như vậy hay quá, tại vì thường người làm kinh doanh họ bị hơi bị khô so với lại cái tính cách của nghệ sĩ mình đó. Bởi vậy nên là anh vừa nói là đồng cảm, nhưng mà anh cũng có một chút gì đó yêu cái nghệ thuật ở trong đó. Anh kinh doanh nhưng mà anh kinh doanh về cái mảng mầm non. Là chứng tỏ là anh rất thân thiện, rất là yêu em bé. Đó. Nãy trò chuyện với anh Cường thì anh cảm nhận được vấn đề đó. Mình phải thật sự là mình yêu con nít, mình thương con nít thiệt thì mình mới làm được điều đó. Đúng rồi ạ. Anh thực ra chính cái điều đấy làm cho em yêu anh ấy. Tại vì là khi mà mình mới gặp trong 10 ngày đấy thì là mình thấy là anh ấy chăm sóc con của mình rất là tốt. Nên mình bị đổ đấy chứ. Trời vậy đó, có chiến lược. Và con nít rất hay nha. Con nít chỉ cần mà mình xạo xạo nó là nhìn nó biết liền ngay à. Anh ạ. Mình phải từ ở bên trong đi ra thì nó mới có cảm giác nó gần gũi với mình. Bình thường thì anh với là Vân có hay nói những lời yêu thương dành cho đúng nhau rồi. Không? Anh nghĩ là cũng khá nhiều ấy. So với tính cách ngày xưa anh khô khan hơn nhiều. Nhưng mà từ ngày có quen Vân thì mình cũng mềm ra và mình cũng nhẹ nhàng hơn. Ước gì bây giờ anh Cường nói một lời yêu thương dành cho Vân. Để cho mình coi. Cái này mình nói ở chỗ kín được không? Vậy cho em vô chỗ kín em coi chứ. Nhiều lúc nhìn cái hành động là mình tự cảm nhận được như thế nào rồi, đôi lúc không cần phải nói ra. Thì anh Cường anh ngại nói những cái tình cảm trước mặt mọi người, thì bây giờ Vân làm đi. Vân có thể nói điều gì đó với chồng mình. Em nghĩ là đừng bao giờ coi vợ như là người thân, mà phải luôn luôn coi vợ là người yêu. Hay quá.
Nếu mà người thân thì mình sẽ dễ bị xuồng xã, dễ bị kiểu như là không còn sự chăm sóc nữa. Có sẵn á. Ừ, còn người yêu thì lúc nào mình cũng phải cưng chiều và mình luôn luôn động viên ấy. Thì mình đừng bao giờ coi vợ là người thân cả. Em cũng không bao giờ coi anh là người thân được. Và có một cái câu rất là hay là trước khi mà gặp được người đàn ông đích thực của đời mình ấy, thì ai cũng là đàn ông. Câu này là đúng mọi giới nhá. Đúng rồi. Nên là em rất là biết ơn chồng, bởi vì là từ ngày gặp anh thì em đã được là một người phụ nữ đích thực, là được nhõng nhẽo, được yêu chiều, được làm một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa. Và bọn mình có một gia đình rất là hoàn hảo, trọn vẹn. Mình được sống bên cạnh cái đứa con rất là đáng yêu của mình. Và tất cả những gì anh làm trong cuộc sống em đều ghi nhận, bởi vì em biết là anh rất là vất vả để anh có thể duy trì được một ngôi nhà như thế này. Và mình sẽ luôn luôn song hành với nhau. Cảm ơn chồng. Cảm ơn em rất nhiều. Quá hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn đã nhận lời tham gia chương trình, chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái góc khuất của Vân Hugo. Và hy vọng rằng thời gian sắp tới thì Vân sẽ quay trở lại nghề một cách hoành tráng như xưa. Tại vì một người tài năng như thế này thì sẽ phát triển cái sự nghiệp của mình tốt thôi, không có lo gì cả. Cảm ơn Lan. Cảm ơn anh Tuyên rất là nhiều. Hôm nay mọi người đến là có cơ hội để được chia sẻ những cái điều mình chưa nói ra được với anh ấy. Nhưng hôm nay là anh biết rồi đấy, em ghi nhận tất cả những gì anh làm. Và em luôn luôn biết ơn và trân trọng điều đấy. Rồi, sẵn đây cho em gửi lời chúc. Chúc anh với là Vân, với là tất cả những thành viên gia đình mình lúc nào cũng mạnh khỏe. Gia đình lúc nào cũng đầm ấm yêu thương nhau. Công việc thuận lợi thành công hơn nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì anh Tuyên và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.